trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường để chúc trường chúng ta càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Vậy sau đây xin mời thầy Marit và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải, thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên nhận phần quà của thầy. Cho phép tôi được thay mặt tất cả các nghệ sĩ của đoàn xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và chúc toàn thể thầy cô và các em học sinh trường ta luôn thi đua dạy tốt, học tốt. Chúc buổi biểu diễn hôm nay thành công tốt đẹp. Mở đầu chương trình, ca sĩ Thu Hà giải nhì Sao Mai 2007 xin gửi tới thầy cô và các em học sinh của trường chúng ta với một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Vân với bài hát bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Xin thầy cô và các con học sinh trường ta hãy cổ vũ cho cô ca sĩ Thu Hà, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đầu tiên cho phép Thu Hà xin được gửi tới quý thầy cô và các em lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ.
qua, cả nước cùng hướng về miền Trung với những chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, của công đoàn ngành giáo dục, của công đoàn nhà trường cũng như hội chữ thập đỏ kêu gọi ủng hộ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các thầy, các cô đã gửi tấm lòng của mình tới đồng bào miền Trung thân yêu. Và sau đây xin trân trọng kính mời cô Phùng Thị Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho thầy cô trong trường, gửi món quà giúp đỡ đến miền Trung thân yêu. Xin trân trọng kính mời cô. Xin trân trọng cảm ơn cô ạ. Tiếp theo chương trình xin mời đại diện tập thể các lớp lên ủng hộ.